Rồi trước tiên là em chào chị nha. Chào Tướng Vĩ. Dạ. Rồi chị cho em biết tên của chị ha. Chị tên là Nguyễn Thị Hồng Đào. Chị À. sinh năm 1972. Quê chị thì ở xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. À vậy Hiện hả? tại lúc trước, nhưng mà chị thì chị đang sống ở nước ngoài. À vậy là quê quán là ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Đúng rồi. Khỏi cái thời điểm 1972 á, thì cha chị á, là gia đình của chị nhà ở bên Vĩnh Thạnh á, huyện Lấp Vò ở Vĩnh Thạnh đó gì, thì cha chị á, là một y sĩ cũng rất là có tiếng ở tại chợ Vĩnh Thạnh đó, rất là nhiều người biết đến cha chị. Thì khi đó cha chị xuống dưới Sa Đéc á, để thường lấy thuốc á, để phục vụ cho bà con ở ở ngay chỗ Vĩnh Thạnh đó. Thì cha chị có biết được mẹ mẹ của chị, thì lúc thời điểm đó thì mẹ chị cha chị nói là mẹ chị qua Sa Đéc để đi học, thì nhà của bên ngoại á, thì bến tàu của Sa Đéc á, đi qua một cái cồn, thì mẹ Rồi chị em xin lỗi chị nha, để cho nó xúc tích và ngắn gọn á, thì là em hỏi những cái điều cơ bản là dạ hôm nay vậy là chị Đào là kiếm ai? cái mẹ À kiếm mẹ. Rồi chị có biết tên của mẹ không? chị không biết tên mẹ, nhưng mà chị có một cái là mẹ chị lúc sanh chị ở bệnh viện Từ Dũ á, thì mẹ chị giao lại cho bà nội để mang về cho cha chị nuôi. Tại vì Ồ. lúc đó là mẹ của chị là còn đi học, rồi bên bên ngoại á, thì nhà rất là giàu mà nho giáo nữa, cho nên khi biết mẹ của chị có bầu với cha thì đưa mẹ chị lên Sài Gòn ở trong cái thời gian đó, rồi sanh ở bệnh viện Từ Dũ, rồi giao cho chị lúc 3 ngày tuổi. Rồi, cho em hỏi là chị có biết được quê quán của mẹ không? Chị không biết, tại vì cái thời điểm đó chị không có hỏi nhiều về, tức là gia đình chị không có cho chị biết là chị là con riêng của mẹ. Thì Dạ. khi 17 tuổi chị mới biết được là chị là con riêng của mẹ chị, thì mẹ lớn của chị kể lại cho chị nghe. Dạ. Vậy rồi chị nghe kể lại như thế nào về cái chuyện tình giữa ba với mẹ chị? Thì lúc nãy chị kể đó là mẹ chị là đi học ở bên Sa Đéc á, thì cha chị xuống Sa Đéc từ Lấp Vò Vĩnh Thạnh á, ngay Vĩnh Thạnh á, xuống Sa Đéc để lấy thuốc, thì mới quen biết mẹ với chị. Thì khi chị có bầu á, thì nói chung là mẹ chị mẹ lớn chị biết, thì mẹ lớn chị rất là giận, thì bên ngoại thì biết mẹ chị vậy thì đưa mẹ chị lên Sài Gòn để À sinh chị ở giống Sài như là Gòn. tại bệnh viện Từ Dũ lúc lúc năm 1972, lúc đó chị mới có 3 ngày tuổi là đã giao chị cho bà Rồi. nội mang về Vĩnh Thạnh để giao lại cho cha chị với lại mẹ Rồi. lớn. Rồi. Vậy rất có thể là quê mẹ chị là ở Sa Đéc đó chị hả? Đéc qua cái cồn mới vậy. À qua cái cồn để có thể Nếu là mà bà còn sống hiện giờ không tới 70 tuổi, tại vì dữ lắm, nhiều lắm là 68, à 68 69. vì là vợ sau của ba đúng không, tức là Đúng rồi, dạ đúng rồi tức là quen biết với ba thôi chứ lúc đó là mẹ còn quá trẻ đúng không. đúng rồi, nói chung là sự bồng bột hay là như thế nào mình không biết, nhưng mà đối với chị hiện tại giờ á, chị muốn tìm gặp mẹ, dù cho mẹ chị có còn hay là đã mất, nếu mà còn á, thì chị hy vọng được gặp mẹ, tại vì bà năm nay cũng lớn tuổi, cũng không có còn cái thời gian. Thứ nhất, thứ hai nữa chị sẽ phụng dưỡng mẹ chị, rồi nếu mà mẹ chị có mất á, thì chị cũng biết được cái mộ của mẹ chị là nơi đâu, tại vì Đồng Tháp thì quê hương của chị và mẹ của chị cũng ở đó, cho nên hy vọng là gia đình của mẹ chị em hay bất cứ gì ai đó mà có gặp lên, thì cha của chị thì cái gì mà chị đã nói, chị đã ghi một cái forum của chị cho vị có xem rồi đó, thì tên tuổi và cha mẹ chị ngay đó, thì có gì giúp chị. Rồi rồi chị cho em biết tên của ba chị ha. Cha chị tên là lúc mà ở Vĩnh Thạnh á, thì cha chị tên là Nguyễn Văn Triệu, chị Triệu là triệu phú em, Triệu là lúc đó, tại vì thời đó là cha chị là bộ đội cách mạng, cha chị giống như là bên đó để cha chị hoạt động, người để cái tên giả gì đó, nhưng mà chính xác tên của cha chị là tên là Nguyễn Văn An. Và lúc đó là bên gia đình chị là làm nghề thuốc hả hay sao mà ba chị xuống Cha nghe chị đây? là y sĩ, y sĩ cha chị có mở phòng mạch tại tại nhà là ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy cho nên là ba chị đã từ ở Vĩnh Thạnh mà đi xuống Sa Đéc để đi lấy thuốc rồi mới quen biết mẹ chị thế này.
Đúng rồi. Rồi sau khi có bầu thì đưa lên từ vũ sanh, sanh xong thì là bên gia đình của mẹ chị mới trả con lại cho cha được 3 ngày tuổi. Đúng rồi, nghe cha kể là ông ngoại không chấp nhận, tại vì mẹ chị còn trẻ, thì cái thời điểm đó ông ngoại chị là thầy giáo dạy chữ nho, rồi bà bên ngoại không có chấp nhận mới đưa mẹ lên Sài Gòn ở tạm ở trên Sài Gòn á. Thì nói chung là gia đình lúc thời điểm đó chắc bên ngoại có điều kiện mới đưa mẹ lên Sài Gòn ở, rồi vô bệnh viện chợ từ Dũng để sanh chị luôn. Chà. Rồi, vậy thì cũng hy vọng là đủ duyên để bên gia đình của mẹ chị hoặc là cá nhân mẹ chị có nghe được câu chuyện này thì sẽ nhận diện ra cái hoàn cảnh đó là thứ nhất. Ngoài ra nữa thì sẽ nhận diện ra ba của chị là Nguyễn Văn Triệu hay còn gọi là Nguyễn Văn An, quê ở Vĩnh Thạnh của Y sĩ phải em phải nhớ rằng nói giùm chị là cha chị mở phòng mạch làm y sĩ để chích thuốc ở mở phòng mạch riêng á. Rồi. Vậy là chắc có thể là mẹ chị sẽ hiểu. Mà Bên em cũng giúp chị nói là khi mà mẹ chị giao chị ở bệnh viện Từ Dũ thì giao cho bà nội Năm, bà nội của chị ở Sài Gòn á, lúc đó chị có 3 ngày tuổi, có thể là mẹ chị chắc không quên được ngày đó đâu. không quên được đâu. Nói chung Đúng rồi. là nếu mà người trong cuộc á là nghe là biết liền rồi. Chỉ có một cái là chúng ta nói rõ để dễ xác định về nhau là thứ nhất. Thứ hai nữa là đôi khi bà con trong dòng họ đó thì cũng có thể biết được câu chuyện này. Chị cũng hy vọng là bà con biết được, chứ sợ là ông bà ngoại giấu và mẹ cũng giấu để vào trong lòng mới vậy, rồi cho nên tất cả mọi người không ai biết được thì rất là khó khăn để mình tìm được gặp mẹ. Chị định tìm mẹ rất là lâu, tại vì năm 10 17 tuổi là mẹ lớn chị đã cho chị hay, thì cái thời điểm đó chị cũng suy nghĩ cũng hơi buồn, cho nên chị không có muốn tìm. Khi mà tự nhiên chị rồi sau đó chị đi tìm thì mấy chú với lại bạn thân của cha còn sống, thì chị người nào chị cũng hỏi, thì mấy chú nói là thôi con để cho cha con ngủ yên đi, đừng có là tìm lại để cho cha con đau lòng. Thì chị cũng ngưng một thời gian, thì tự nhiên sau cái gần đám giỗ của cha chị là tháng 7 tới nè, tháng 7 âm lịch tới, tự nhiên trong người của chị nó thốt lên, chị muốn đi tìm gia đình mẹ của chị một lần nữa. Thì chị cũng nhờ, rồi chị có dâu rồi, rồi dâu chị mới giới thiệu qua bên em, tại vì ba 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 anh xui của chị á, với chị xui là fan hâm mộ của em, ngày nào cũng coi kênh của em hết. Chị cũng có coi, mà chị coi khi mà em giúp cái chị kia mà ở dưới đò Chị á, đẹp. ngồi dưới đò chị đẹp, với lại một cái anh gì mà anh khùng nguyên cái gia đình bị anh nuôi dịch mà dĩ, với lại ai đó cho tiền để mua dịch đó, chị có coi mấy kênh đó. Khi mà giữ kết nối chị tình yêu thương thì chị không có xem qua, với lại hơn nữa chị cũng bận. Chị Đào cầm cái máy lên như vậy và đưa nó cao và em có thể chụp chị tấm hình gần gần, đúng rồi đó, đúng đúng rồi đó. Cũng hy vọng rằng đó là mẹ chị giống mẹ ha, cũng hy vọng điều Đúng đó rồi, đúng rồi. ha. Mẹ cha chị nói là chị rất là giống mẹ, cho nên chị Chị đưa máy lên cao thêm chút xíu cái nó hơi bị cắt cái sáng. Đúng rồi, em. ok, ok chị. Rồi, được rồi đó chị. Vậy rồi em sẽ cập nhật cái video buổi trò chuyện này lên, rồi cũng mong là bà con dòng họ bên mẹ của chị nghe được câu chuyện này, rồi có ai lên tiếng thì em báo chị biết nhé. Đúng rồi. Còn nếu như hồi nãy có cái anh kia tìm em trai tên Sĩ á, thì cũng gần xã chị, xã Bình Hà ngày xưa như là Kiến Phong, thì chị là Mỹ Sương, là bây giờ là Kiến Phong là Kiến Giang, còn bên chị là xã Mỹ Sương. Thì cái chùa của anh kia á, tìm á, là hiện giờ vẫn còn, là gọi là chùa Tổ. Chùa Tổ mà chùa đó rất là lâu năm, hồi đó chị đi học chị cũng thường Coi vô đó. cái máy nó bị tuột đó chị, cái máy nó bị tuột. Rồi trên tinh thần vậy đi thì cũng hy vọng là chị đủ duyên để cho bên gia đình mẹ chị có nghe được câu chuyện này. Dĩ cố gắng giúp chị nữa, sau này chị về chị sẽ có một cái tạ ơn Dĩ riêng nha, những gì chị hứa ha, thì thật sự là chị rất muốn mong gặp lại được mẹ. Dĩ cố gắng giúp chị. Ok chị, đối với cá nhân em thì không vấn đề, nhưng mà có một cái yếu tố trong thời gian qua em có áp dụng, đó là về cái việc mà hầu tạ cho cái người báo tin á, chẳng hạn như là bạn của mẹ hoặc là những người mà biết được câu chuyện á, thì có ai biết được thì mình hầu tạ cho cái người đó. Chị có ghi trên đó này, tất cả những người nào mà giúp chị để tìm thì chị sẽ gửi là 600 đô tiền của chị bên chị, 600 đô tiền Singapore.
Dạ, à, chị bây giờ đang ở Sing hả? Ừ. Đúng rồi. Dạ, rồi ok chị, rồi chúc chị sức khỏe nha, để có ai lên tiếng em báo chị hay nha. Rồi chị cảm Dạ, ơn chị nhiều nha. dạ, Cái dạ, gì có lúc chị mong để gặp để dạ. chị biết là có người nào bình luận và hỏi thêm thì chị giúp được chị nha. Dạ, dạ vâng, ok chị. Chị cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, dạ. Buổi tối vui vẻ vậy nha. Dạ, Bye dạ, bye. dạ, Chị bye bye chị. Rồi, trước tiên là anh cho em biết tên của anh ha. em là Trần Văn Sơn, À, anh Sơn là hiện tại là ở tỉnh nào? ở Trung thôn Thiệu Giang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Dạ, rồi hôm nay anh Sơn kết nối là để kiếm ai anh? Em muốn kiếm anh trai ạ. À, anh trai của anh là tên gì anh hả? Trần Văn Thanh, À, Trần Văn Thanh là sinh năm nào? 1968 ạ. À, và hồi đó thất lạc nhau ra làm sao anh hả? Nói chung là thời cái năm 83 đó, là điều kiện thì là gia đình bố mẹ thì là hơi khó khăn. Dạ. Vâng, thì nói chung là nhưng mà cái thời đó là bố mẹ là cũng nghề đi buôn buôn dầu đấy. Thì là anh lúc đó là anh là 15 tuổi mà đang học lớp 5. Còn em là 12 tuổi. Thì cái em còn nhớ là cái ngày đó đi là vô ngày 15 tháng 3, Dạ. 15 tháng 3 năm 83. Thì em không nhớ là đi được mấy tháng là anh em là với lạc nhau. Thì là em là ở trên đi cái tuyến đường về đến cái những cái năm nữa thì đúng là nói thật là em còn em mới 12 tuổi mà cũng còn đang ngách Rồi, lắm, rồi anh cho em hỏi nha. Và lạc chưa nhau ở đâu anh? lạc nhau. Thì em chỉ nhớ là đi từ ở Hà Nội lên, không biết là lên một cái ga gì nữa là em cũng không biết, không nhớ nữa, nhưng mà đi là tuyến đường Lạng Sơn À, nữa. vâng đi tuyến đường Lạng Sơn Hà Nội. vâng À, và hai anh em là đi làm ăn hay là buôn bán hay là đi đâu mà lạc nhau? Mà cái thời đó là giờ ông anh là đi ở em thì ở trong Thanh Hóa đây mà ra Bỉm Sơn là hai anh em cái lần nữa là đi lấy dầu hỏa thắp đèn Hoa Kỳ đấy anh, À, tức lấy là đi, đi buôn dầu á hả? vâng đúng chính À, xác đi buôn dầu. À, đi buôn rồi. dầu vậy là anh em lạc nhau à? Và không anh đi ra Bỉm Sơn lấy dầu, nhưng mà cái hôm đó thì ông anh lại là không không đi lấy dầu nữa, là xuống ga Nghĩa Trang lên tàu là ra ga Bỉm Sơn là xuống để lấy dầu. Nhưng mà rồi cái ngày nữa anh đến cái ngày nữa đi hai anh em đi thì lại coi như không xuống, lại đi từ ga Nghĩa Trang đi tàu ra ga Nghĩa Trang là ra anh Bỉm Sơn thì coi như anh nữa là không xuống, bắt đầu anh nữa lại biểu là anh em đi chơi. Vậy là cuối cùng là anh ấy đi đi ngồi tàu đi ra đến ngoài Hà Nội. Ra đến ngoài Hà Nội thì coi như mà ra đến Hà Nội là em muốn về bắt anh ấy, mà quay về nhưng anh ấy không quay, mà về ở Hà Nội là em không biết đường về. Dạ. Vậy là coi như cứ em cũng không nhớ là ở Hà Nội bao nhiêu ngày nữa. Nghĩa là ra ra ga tàu rồi đi hai anh em cái thời đó là đi đói mua cái xin ăn nữa thôi chứ không có tiền. Nghĩa là bắt đầu là coi như là đi đi em chỉ nhớ mới mang nhớ được cái ngày là hai anh em lên lên một cái đoàn tàu là không biết là đi tuyến đường Lạng Sơn hay là Thái Nguyên thì em không nhớ, nhưng mà em nghĩ là Thái Nguyên thì đúng hơn. Về em hai anh em đến một cái ga đó nhưng mà em không nhớ là cái ga gì cả. Thì Rồi. là bắt đầu là hai anh em tàu họ thì em xuống xuống hai anh em xuống xuống bắt đầu lại cái ga. Thì nói chung là thời đó là coi như hai anh em xuống một cái ga nữa thì kể ga đó lại có một cái suối nước chảy. Dạ anh ơi, bây giờ thế này, anh nói cái lý do thôi chứ còn anh cứ kể vòng 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 vậy thật sự là em không có hiểu gì hết trơn á.
Tuấn Vĩ không có hiểu thì anh nói rằng là ví dụ như là hai anh em đi buôn rồi sau đó là anh em lạc nhau rồi anh về được còn ông anh là không về được đúng không? Ông anh thất lạc cho đến ngày hôm nay đúng không? Đúng rồi chứ, thì em là biểu là lạc ở cái ga đấy thì em không biết, nhưng hai anh em xuống tàu chơi thì đến vô suối tắm xong cái là ra, quay ra thì là tàu bắt đầu là chuyển bánh, thì em nhảy lên, em nhảy lên thì còn anh lại không nhảy lên được, anh ở dưới là bắt đầu thất lạc từ đứa, thì là em bắt đầu em lên tàu thì lại vô ghế ngồi với một cái bà người Thái Nguyên, thì bà mới hỏi, thì bà mới lại với cho em ăn, thì bà lại dắt em về Hà Nội, bà đi lấy hàng mà, thì em lại quay về Hà Nội, bà lấy hàng gánh hàng cho bà nữa, bà mới đưa về nhà bà nuôi, nuôi được 2 năm thì có trang trại bộ đội Thanh Hóa ở đó, có lại có người nhà đứa bắt đầu về bảo cho bố mẹ rồi bố lên đón về, là Rồi. lạc từ nữa cho đến giờ. Rồi, ok anh. Đại đại khái là hai anh em đi rồi sau đó rồi lạc nhau và anh thì tìm được về đến nhà. Có cơ duyên để tìm về được đến nhà, còn ông anh thì là ông anh là Trần Văn Thanh là coi như lạc nhau ở cái chỗ mà anh nói là xuống tắm xong rồi anh lại nhảy lên tàu đi, còn ông Thanh là coi như lạc nhau ở đó. Từ đứa Rồi. cho đến giờ. Rồi, ok anh. Và cho em hỏi này là ba mẹ của anh là tên gì? Ba mẹ bố thì là Trần Văn Việt, mẹ là Lê Thị Hạnh. Rồi, rồi trong gia đình thì ba mẹ sinh ra được mấy anh chị em hết? Được ba anh em trai với một đứa em gái, bốn Rồi, rồi anh vậy mới là đầu. anh Thanh đầu. Rồi anh Thanh đầu rồi cho tới những ai nữa anh kể tên cho anh Thanh có thể anh Thanh nghe được anh Thanh nhận diện ra. Thì em là Sơn là em trai là Rồi. thứ hai, Rồi. đến đứa em gái là Trần Thị Sinh là thứ Dạ. ba, Rồi. còn đứa em út thì lúc anh nó đi thì chưa sinh thì là anh nó không biết đâu. Dạ, rồi ok anh. Rồi, cho em hỏi này, vậy là cái lúc đó là năm 1983 thì anh Thanh cũng được 15 tuổi rồi và hai anh em đi buôn dầu như vậy đó thì là theo Tú Vị nghĩ là chắc là anh Thanh cũng sẽ nhớ được đường về chứ anh hát chắc là cũng đi chắc đi đi lại lại nhiều lần chứ đâu phải là chỉ có một lần đó đúng không? Đi rất nhiều mà anh nữa là lúc đó 15 tuổi đang học lớp 5 rồi còn anh mà. Thì đó cho nên là Tú Vị nghĩ đó là có thể là đôi khi vì cái cuộc sống mưu sinh cho nên là nó quên lãng đi rồi sau này không còn nhớ đường về nữa chứ còn thời điểm đó thì Tuấn Vĩ nghĩ là sẽ nhớ nhưng mà đôi khi lâu ngày quá đó thì có thể là quên vì vậy cho nên thì cũng hy vọng rằng là anh Thanh ảnh bình an để ảnh nghe được câu chuyện này hoặc là con cái này kia của ảnh thì nghe được câu chuyện này thì lên tiếng để rồi gia đình cũng rất là mong chờ. Thì thôi tất cả là trong sự nhờ anh Tuấn Vĩ cố gắng giúp gia đình, thì gia đình hậu tạ 20 triệu. Rồi, Gia ok. đình cảm ơn. Ok anh, vậy là bây giờ anh vẫn còn đang ở Thanh Hóa Vẫn ha. ở Thanh Hóa mà vẫn ở nhà cũ ngày xưa, đầm mảnh đất của bố mẹ cũ ngày xưa. Ok, anh Sơn. Vậy có ai lên tiếng là tôi gửi báo cho anh biết nha. Chào anh nha. Chào anh, chăm sự nhờ anh nhá. Rồi, chào anh.